Thank you.
phủ Phật chúc cung kính bái, mừng Thái Nghị Mẫu phước dư đông hải, bình thân an toàn đời ơi. Dạ, tôn quốc thái hỏi trong đồng phủ sử điều chi, xin quốc thái chú ý thần phi dùng phi. Nay trường xuân điện đà đủ mặt, hội công đồng dương tộc là để xử tội bà chúa. Xử tội bà chúa đi là bà bàn quý phi, chưa không phải thì bà vào chính hậu đâu, bà hãy yên lòng. Này Dương Nhi, dạ, nay đẳng đẳng tam cung lục diện, gió hà bất tiến tây cung. Dạ thưa mẹ, có chứ dễ nào không thưa mẹ. Có ai vậy? Dạ có cô bà quý phi, nó đùng bỉ nhục nhiên, nhưng nó là kẻ có tội, chưa có lệnh của mẹ, cho nên nó chưa dám vào đó thưa mẹ. À, số là tại ngủ đêm, không thỉnh không mời thì ai đâu mà thèm đứng. Nội thị, dạ, truyền đẩy xe phụng liễn trước mà bàn thiện quý phi đâu nhé. Quan có độ giám nghe ta bảo, giả giang của bà quý phi nó là người có tội, ra bảo nó có lệnh của mẹ ta hãy vào mau, nếu mà chậm trễ đi lâu chúng bay cứ xô đại vào cho ta, kẻo mẹ ta trông đợi nghe chưa. Quan đã lẽ vậy, mình nói thì nói vậy, có xô á xô nhẹ nhẹ thôi, tháng sau đẫm lên lương cho. Trên thượng dưới hoài thì có vui không? Dạ.
Này bà Bàng Quý Phi à, quốc mẫu của tôi nói với bà rằng quốc mẫu tôi già rồi, đôi mắt thì sờ sờ, nhìn xa không thấy rõ. Vì bà làm ơn bà xê xê cho một chút rồi bà ngớ cái mặt lên. Trời ơi, mặt tao mà ngất lên trời. Để cho mẹ tôi coi một chút thử coi nào. Xéo sắc đi, với một năm tôi không bé cũng một ngày. Nhìn ra chút nữa biết cũng dạ. Tôi vào nhận chứng chứng.
Nì bàn phi ta đã rõ cơ quan thức đắc thủy chung. Người cho u lưỡi giọng cầu uổng tiên. Miệng độc đó là miệng sân. Đuối độc ấy thật đuối ông. Hai thứ độc còn có đồ trừ. Mà độc nhất hết là người vui. Miệng là cái bà chúa này đấy nha. Mẹ ơi con cuối lại.
cơ. Chẳng có cách rồi. Chờ chẳng nha. Dạ, thêm nghĩ là đáng cách đây cũng là chỗ
sự cử đánh của Hạng Dương ta nào dám sánh, mà vì gieo cho ta cạnh trai ngang này. Tôi xin để lời cùng với môn bể anh hùng trong thiên hạ, rồi đây tông nhân tôn này còn dám đôi mặt với ai? Cũng là vua, là chúa ngồi trên ngôi thiên đình mà không bảo vệ được vợ mình. Ôi rồi tay tay cùng đồng tâm, cùng đồng tâm.
Một lần nữa tôi dùng một tràng pháo tay để tặng cho nghệ sĩ Vũ Linh và nghệ sĩ Tài Linh. Cảm ơn rất nhiều.
Thank you.